một ngày quay trở về với tuổi thơ. Tuổi thơ của mấy bạn có được ăn cái bánh này không? Ủa, rồi chị ơi, vậy cho em hình 12 con giáp luôn nha chị. Cái bánh như này hình con thú chỉ có giá là 5k thôi mọi người. Hồi đó còn nhỏ, có một cái xe cũng bán cái bánh này trước cổng trường học của tôi. Mà lúc đó còn nhỏ quá trời luôn á, 2.000, 3.000 đối với tôi rất là lớn. Cho nên ngày nào chiều về, tôi cũng mong mẹ tôi rước để mua bánh này cho tôi ăn nè. Chị ơi, vẽ cho em hình con cá, rồi vẽ luôn cho em hình con chim. Bán bánh là một nghệ thuật thì người bán là một nghệ nhân. Chị ơi, chị khéo tay cực kỳ luôn. Cái bánh thì mềm vừa ăn, đã vậy còn có thêm cả bơ đậu phộng và sốt bơ. Nó béo ngậy và rất là thơm. Bên trong mềm nhưng bên ngoài lại cực kỳ là nóng giòn. Trời ơi, tôi ăn 2-3 cái luôn. Nó đã gì đâu luôn á mọi người. Cảm ơn vì hôm nay đã cho tôi một vé về tuổi thơ. I love you bạc bạc. Ăn quà 8 tháng 3 cho mẹ nè, mẹ vui không mẹ yêu? Hello mọi người nha, hôm nay là một ngày đẹp trời và em đang đi mua bánh kem để chuẩn bị cho ngày 8 tháng 3. Ở nhà mình thì rất là hay mua bánh kem ở toilet chua, cho nên ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi mua bánh nha. Ngoài bánh kem ra thì ở đây còn ti tỉ hàng ngàn loại bánh ngon. Kiểu gì thì mình cũng muốn mua tặng cho người phụ nữ đáng yêu nhất cuộc đời mình một chiếc bánh kem thiệt là đẹp. Rồi mình lại phân vân hai ổ bánh kem này. Cái trái tim thì 420, cái tròn thì 450, lấy cái nào đây ta? Chị ơi, cho em mượn hai cái ra coi cái nha. Em lựa, em suy nghĩ xong rồi em báo chị. Thôi tôi quyết định là tôi sẽ mua ổ 450, bên trên có rất là nhiều loại trái cây. Lẽ ra là mình đã tặng mẹ vào đúng ngày 8 tháng 3 nhưng mà biết sao không? Ngày hôm đó mình đi công tác xa, không có ở nhà cho nên mình tặng trước đó mà. Hơi da, bây giờ tôi sẽ chạy thiệt là lẹ về tặng cho mẹ yêu của tôi, cắt một miếng bánh ra. Trời ơi, tao nói bánh nó mềm, nó tan ngay trong miệng. Bánh ở chỗ này là tao nói hết sảy con bà bảy của chị em ơi. I love you bạc bạc cả nhà nha.